Vâng ạ, xin chào mọi người, các trở lại với trang cái củ kính xương. Ngày nay em lên một lô kính rất tuyệt phẩm, bao gồm có toàn cái chữ H, có đầy đủ Đức Pháp và Mỹ, Mỹ cân được chữ nhỏ, một cây tuyệt đỉnh. Em sẽ lên cuối phiên trước và cây mất lái xe nhiều, em sẽ có giá trông tốt. Đây là mã số 1 nha, vì có số lượng rất là lớn em đi rất là nhanh. Còn đây là cây Lamy Big size 135 của Pháp xưa thập kỷ 1950 60 chuẩn áo nhất nhé. Và zin hết nhé. Và mỗi cái ve thay rồi thì lát nữa em sẽ chỉ cho. Và con này sang 45, đây là mắt treo, mắt Mica, bác nào cũng thích sau bỏ mắt này thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị được hết nhá. Vâng. Lamy Big con sang 35 của Pháp cho thập kỷ 1950. 1960 chuẩn nào nhất của Pháp xưa nhá. Cái này vẽ thay rồi nhá, còn lại zin hết nhá. Ở cầu giữa thì có chữ Lamy Big và cái chuyển vuông. Đó là thông tin thông số về kính cổ đồ cổ máy bằng cái máy lạnh triện laser của nó nhé. Và máy laser cổ điển ấy. Bác nào ở Hà Nội gần đâu có địa chỉ nhà em xem cái cổ đồ cổ xưa đồ lính Mỹ nhé. Các bác tỉnh xa hết sức yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô bay tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất anh gửi huyện đó là gian nghỉ 1-2 ngày chậm 3-4 ngày. Tiếp theo càng phải là có triện vuông và DOL, đó là cầu giữa và càng phải để có thông tin thông số về kính nhé. Mọi thứ rất là rõ ràng, an tâm yên tâm, hàng thật thì bọc vàng sáng gương rồi. Hàng rầm hàng giả hàng nhái trẻ của đêm 3 ngày và đốt hàng rầm hàng giả hàng nhái sẽ không có cái địa chỉ đâu, dấu địa chỉ mới nhà nơi. Và Lamy Big sang 35 của Pháp xuất thập kỷ 1950 chuẩn áo nhất nhé. Và giá tốt là trước bán được 7 đồng rồi bán dưới 7 đồng rồi đấy, thế mới sướng. Và giá cái này là 6.46.400k, giá là 6.46.400k. Về thức mua bán, bác nào chuyển khoản thì bác ship bác chọn ship code ấy, thì vui lòng đặt cọc 100 đến 200 tùy giá trị kính. Về thời gian gửi hàng từ 1 2 ngày chậm nhất 3 ngày, về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng 23 giờ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần. Không nghỉ là quyền ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước tránh tình trạng đến đột xuất quá mi thẩm định định kiến cổ xưa. Bác đến với điện thoại trước để em tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh Đống Đa Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn tất cả về kính cổ đồ cổ xưa, đồ gốm sứ, đồ đồng, xe đạp cổ, xe máy cổ, đó là cái giá trị lớn nhất mã số cổ xưa lâu năm thương hiệu. Xong mã số 1 nha. Tiếp theo sẽ là mã số 2, xem là cái gì đây. Đây là mã số 2 nhá. Đây là Amabazan Pháp xưa thập kỷ 1950 chuẩn áo viết nhé. Đây bác nâu trà nhạt, con này size càng 45, size ngang là 13,8 nhé. Và bác nào mà chán cao rộng sân đình mặt vuông chữ điền đeo cái chấm hết luôn, bởi vì nó size to bản to vào. Càng 45 là size ngang 13,8 nhé. Kính của Pháp xưa thập kỷ 1950 chuẩn áo nhất nhé. Con này Amazon cầu to cầu béo, ốc sao tinh tế nhé. Của Pháp xưa nhé, thập kỷ 1950. Xuất sắc nhá, bộc vàng sáng ngang gương. Cầu to nhá, vâng. Chơi beng gì nhá, mới cắm cửa nhá. Và ôi vần ghê, một cái kính xuất sắc mà giá sẽ rất là cao. Và ở cầu giữa nó có chữ amo và hai chữ vuông, đó là biểu tượng logo hãng từ ngày xưa chơi beng gì. Đấy, tiếp theo đi càng trái càng phải nhá, càng bên trái thì không thể hiện mà mở lắm. Bây giờ đi sang càng phải nhá, càng phải nó có chữ đó là amo madari frase. Tất cả thông tin thông số về kính em ghi lên giấy video rất là cẩn thận, kèm theo địa chỉ số điện thoại lâu năm khẳng định là nguyên tên tuổi thương hiệu nhá. Quá yên tâm xuất sắc nhá, bộc vàng sáng gương đấy, size 145 của Pháp xưa thập kỷ 1950 nhá. Có rằng là bác vừa sau thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị rất ok nhá. Một cái kính giải quyết nhiều tính năng mà quan trọng giá thành hợp tình hợp lý quý nhá. Và trước này bán toàn 8 đồng thì bị gì sang 145 mà. Và cũng giảm bán giá là 7.87.800k nhé. Giá là 7.87.800k. Về thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì em sẽ là bao ship. Bác nào thích ship code ấy. Ship code là giao hàng không tiền thì cũng là cọc 100-200k. Đấy vì em phải chia sẻ lại, vì cũng nói lại. Bởi vì có số bác cũng không hiểu vấn đề nào cho nên em phải nói rõ ràng vấn đề đấy. Để cho người mới, người cũ đều hiểu về quy trình mua bán nó phải rõ ràng. Đúng không ạ? Mua bán kính đồ cổ mình phải chọn được cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm phải song hành, dễ nhìn dễ tìm thấy như bên này, còn địa chỉ trung quốc chúng mình có tìm thì vứt đi đấy, lưu ý vấn đề này. Đặc biệt đối tượng nào mà không có địa chỉ lâu năm vứt đi, không có hình ảnh trong mặt con người vứt đi. Kinh nghiệm đấy là mua bán là nên mục sở thị nhà có làm sao với đoạn này. Tiếp theo là mã số 03 là cái gì đây, đây mã số 03 nha, tuyệt đỉnh luôn này. Đây là bu lê đòn gánh nhá. Và con này size 135, con này mới cắm cửa luôn. Bu lê đòn gánh này size 135 mới cắm cửa luôn. Đấy, thế mới sướng.
bọc vàng nó còn sáng hình gương, xong là bản to nó nhá. Vâng, đây là bu lên gánh size 135 của Đức Quốc Sát thập kỷ 1950 1960. Chuẩn ao nhất nhá, chuẩn ao nhất thì quá yên tâm này. Tất cả những đồ cổ bán ra bao giờ là bao chức bao tất toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Bọc vàng sáng ánh gương, thấy không? Đấy, thế mới xuống. À, đấy. Đây chính bên trong là cầu giữa này, nó có chữ chuyện vương và chữ M. Xuất sắc nha. Vừa ve còn trắng tinh trắng mốt nha. Mắt thủy tinh hơi vắng dầu chút xíu nha, mắt thủy tinh nâu trà nhạt nha, hơi vắng dầu chút xíu nha. Trong vào trong thủy tinh nha. Vàng khui ve còn nguyên zin mới cóng nhá. Vàng thế mới sướng. Cảm ơn trái đó là có chữ Bole Posca 135. Tất cả thông tin thông số về kính em rất cẩn thận đã ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, người mới người cũ luôn luôn nắm bắt một cách rất là rõ ràng. Tiếp theo còng phải số 135. Tất cả cho an tâm yên tâm luôn ạ. Và càng phải số 135 nhé. Xuất sắc nha. Bọc vàng sáng gương. Tất cả sản phẩm bán ra bao giờ trích test toàn cầu trên toàn đổ. Đấy. Buôn gánh cổ điển của Đức Quốc Sát thập kỷ 1950 chuẩn nhất nha. Và giá cái này là 7 triệu mốt, 7.100k nha. Mới cắm cửa. Bác nào mà chưa có cái này có thể mua siêu tầm hoặc là quà tặng quà biếu rất ý nghĩa. Và giá là 7 triệu mốt, 7.100k nha. Và đó là mã số 03 nha. 7 triệu mốt nha, xuất sắc nha. Bọc vàng sáng gương mới cóng cửa luôn nha. Đấy, thế mới sướng. Đó là mã số 03. Giờ đi sang mã số 04 xem là cái gì đây. Đây là mã số 04 nha. Số lượng lớn rồi, đi rất là nhanh. Và mã số 04 đây là một cây phải nói đặc biệt luôn. Đấy, thế mới sướng. Đấy, đây là cây đúc bồ la mê chi hát nha, của Pháp xưa thập kỷ 50-60 nha. Thế mới hay. Đúc bồ la mê chi hát này. Đấy. Cây kính này nó rất đặc biệt, còn mới cắm cửa tất cả zin hết và đúc bộ lên với chiếc chuôi ve còn trắng tinh trắng muốt. À, khi số lớp chiếc nó ra thì dòng này ra luôn ngay, cạnh tranh trực tiếp với cả. Đây là cái tròng vào trong thủy tinh nhá, hơi vắng dầu chút xíu nhá. Vâng, cái kính này cái thông tin thông số nó thì hầu hết là mờ hết rồi, chẳng hạn như ở cầu giữa thì nó có một cái chuyện là vuông ở bên góc này thì nó cũng đã bị mờ rồi, rất là khó nhìn, hầu hết là mờ hết rồi. Chuôi ve con zin nhá. Và ở cái càng bên phải thì nó cũng có một cái chuyện rất là nhỏ, thì hiện tại thì bây giờ thì nó cũng mờ rồi, về trận đây nó quá là mờ luôn, rất là khó nhìn, bản thân em nhìn này em còn rất là khó nhìn. Đấy, rất là mờ. Còn bên càng bên trái thì nó còn vết xước sợi tóc đây. Đấy. Cũng có một cái chuyện vuông nhỏ li ti như này, nhưng mà cái nút chấm mực ấy cũng bé tí thì khó nhìn. Tất cả một cái chuyện la gen cổ điển nó khó nhìn lắm, không thể làm ấy được. Đấy, phải có kính lúc vi mới nhìn được. Vì kính thập kỷ 1950, 1960 mà. Và trải qua 6-7 năm rồi, có phải đơn giản đâu ạ. Và đúc bộ Lamy Chat nha, ở Pháp xưa thập kỷ 1950, chuẩn áo nhất nha. Các bác nhìn cái form dáng này biết ngay là form dáng cổ điển. Tất cả form dáng này là thập kỷ 50-60 thịnh hành nhất á. Và đúc bộ Lamy Chat là hàng ở Pháp xưa nha. Xuất sắc này, con này thì không có điểm trừ rồi. À, không một tì vết luôn ạ. Vâng, chui ve thì nó còn mới cắm cửa. Vâng, bác nào chơi siêu tầm cũng rất là ok ạ. Và giá thì cũng tương đối tốt đấy. Và giá cái này em đưa ra cực tốt ạ. 10.800.000, 10.800k nha. Giá là 10.800.000, 10.800k. Đó là mã số 4 nhân đúc bộ là 19H. Pháp sơ thập kỷ 1950. Chuẩn ao nhất nhé. Lùi như ngày này rất nhiều được bán giống hệt kính này. Bán giá từ 2 triệu đến 8 triệu. Bán ở ngõ 216 của Linh Phường Long Biên, của Long Biên, Ô Đông Bắc, Ô Đông Tắc, là Hồ Vai Cát, Hồ Thiền Quang, Hồ Văn Quán, Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm, Cầu Giấy, vứt đi hết. Bởi vì sang đối tượng cái bán là không có hình ảnh con người, không có địa chỉ số điện thoại lâu năm. Mua bán thì hẹn được anh đứng mang qua xe bưng. Rồi đối tượng cầm kính này quay chụp ảnh này, ngoài cành cây lá cây này, rồi là nắp capo ô tô này, vô lăng ô tô này, ghế ô tô này, salon ô tô này, vứt đi hết khi mà không có địa chỉ lâu năm, không có hình ảnh con người. Giọng nói không tròn vành rõ tiếng thì cũng vứt đi hết. Đấy. Tất cả kính đồ cổ phải có cái địa chỉ số điện thoại lâu năm gắn liền, hai cái này nó phải song hành gắn liền. Kể cả ra nước ngoài thế mới là ok. Đồ hàng hiệu có tiền phải thế. Đấy là kinh nghiệm đấy. Nên mục sở thị nhà. Kể cả ra nước ngoài thì nó mới đảm bảo được. Riêng đồ đắt tiền. Đấy. Đấy là mã số 04 nhá. Xong bây giờ đi sang mã số 05. Vì cái này em chia sẻ nhiều bác dính rồi. Em cũng chia sẻ. Đây là mã số 05 nhá. Và đây là cơn đầu chú nhỏ nhá. Con này còn mới cóng từ bao bủng nhá. Nó còn mới cóng luôn nhá. Thế mới sướng. Bây giờ thấy em rất là cẩn thận. Gói ghém cẩn thận. Nâng lên trứng hứng như hướng hoa. Và cơ đầu chữ nhỏ còn thập kỷ cái này 55-60 nhá. Và mới cóng ngựa luôn nhá. Con này size 52 sẽ đo chiều ngang khi sắc bao nhiêu nhá. Bởi vì có con 13,8, có con 13,9.
À, con này 13,8 nhé. Và con này chỉ xuất sắc rồi, nó không có điểm trừ rồi. Và tất cả cái kính nào mà nó không có điểm trừ thì bao giờ giá sẽ rất là cao. À, đấy là em phải chia sẻ thẳng thật luôn. À, kính của đồ cổ riêng mà đồ sâu tuổi mà xuất sắc mà là không có điểm trừ thì bao giờ nó rất là cao, cao tiền từ xưa nay rồi. Vâng, là cơn đầu chữ nhỏ thập kỷ 55 60 nha, sai năm 2 chiều ngang 13,8 của Mỹ xưa chuẩn áo nhất nhé. Và tất cả sản phẩm bên em bán ra bao giờ là ba check ba test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Xuất sắc đấy và không có điểm trừ gì đâu và mới cắm cửa nhé và chuôi ven mới tinh gầm cầu dưới bây giờ là có chiếc AO 1/10 12 cái ghép chuôi ven con zin nhé, mới cắm cửa nhé đấy. Ve còn trắng tinh trắng mút nhé. Tiếp theo hai càng cắt đầu chiều là Amme thì nó tới cùng 1/10 15/2 gạch chéo nhé và xuất sắc nhé, bạc vàng sáng gương này đấy. Xuất sắc nhé, không có điểm gì chê nhé và mới cắm cửa luôn và những cây mà mới cắm cửa mà nó không có điểm trừ chê thì không có điểm gì để chê này, thì bây giờ nó sẽ là được cao tiền. Đấy. Ô văn kề và xuất sắc nhé, ô văn kề nhé. Đấy, ô văn kê này. Đấy. Bọc vàng sáng gương này. Đấy. Mới cắm cửa nhé. Đấy. Và những cây mà không điểm trừ là nó cao này. Và giá cây là 29 triệu 29.000 nhé. Giá là 29 triệu 29.000. Và các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm có thương hiệu thì là ok nhất. Tất cả kính đồ cổ nên thế để các bác biết được. Chứ còn nếu mà thật sự các bác là mua kính của đồ cổ mà mình không tìm được cái địa chỉ lâu năm, sống đã lâu năm thì rủi ro rất là lớn. Đây cũng là kinh nghiệm em muốn chia sẻ các bác thế. Bên em từ xưa nay nổ thẳng nổ thật, chuyên thủng công nghệ va chạm. Bởi vì thật sự các bác này là không chỉ kính đồ cổ đâu, hay là bộ mặt trái xã hội như bộ điện thoại mạo danh em nói liên tục luôn, rồi điện thoại nhà máy công cước, bộ đa cấp trá hình, hoặc là một một số công ty bất động sản nó liên kết một số ngân hàng để huy động vốn, em cũng nói lên mà đấy, để các bác biết được phòng tránh tránh được cái cạm bẫy rủi ro của cái mặt trái xã hội nó răng ra. Các bác biết là điện thoại mạo danh em nói rất nhiều cái video ấy mà rất thế mà rất nhiều người vẫn bị đấy. Đấy, cái này nó là ngoài lề thôi thì em cũng chia sẻ để các bác biết được để phòng tránh thôi. Các bác nào mà tinh thông và thông thái rồi thì cũng không cần phải nghe đoạn cuối, vì đoạn cuối là em sẽ nói để một số cái mặt trái xã hội để các bác nào mà ít va chạm xã hội hoặc ít làm việc với ngân hàng, ít làm việc với bất động sản thì nên nghe để mình biết một cách phòng tránh thôi. Và tiếp theo mã cuối cùng đây nhá, là bộ Covid đa năng, đây là mã số 06 các bác nhé. Và đây gọi là mã số 06 thì cho nó dễ. Và bộ này thì em chia sẻ nhiều rồi, bộ này thì nó có giá là 300.300k. đây là bộ Covid đa năng. Bộ này em sẽ nói lại tiếp một lần nữa nhé. Đây là hai đầu khẩu của bên này, là mấy cái ba đầu ba cạnh, ba đầu bốn cạnh và bốn đầu lục lăng để vặn mở ốc sao hoa khế nhé. Bộ này bác dùng cho tivi, đầu dàn loa, đồng hồ, kính mút, những bật lửa rất thế, có đủ qua size số nhé, đủ size số nghĩa là hai cạnh nhỏ hai cạnh to, bốn cạnh nhỏ bốn to, lục lăng nhỏ lục lăng to để vặn mở ốc sao, để vặn mở đồng hồ, kính mút, bật lửa, tivi, đầu dàn loa. Các bác đi đâu mua món đồ gì mà mình muốn tháo cái lắp bít như đồng hồ hay máy ảnh để mình xem về cấu hình, về tính năng của nó, chức năng như nào, đầy máy bao nhiêu thì mình thể sử dụng bộ này. Thì giá 300.300k rất là nhỏ gọn, có thể bỏ túi quần, túi áo hoặc là cốp xe, rất là tiện lợi. Và mà giá chỉ có 300k thôi. Rất là cảm ơn các bác luôn dành thời gian xem video em vừa dài vừa thu. Bác nào yêu quý trang kính của mình xưa để đăng ký kênh, like share nhiều em có giá tốt. Và các bác mua kính của cổ không nên nhìn vào lượng đăng ký kênh theo dõi trang, nhiều đối tượng là mới làm lập lên 1 năm, 2 năm, 3 năm mà đã 10.000, 20.000, 20.000, 30.000 đăng ký kênh vì đối tượng thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing và sale. Và bên em triển khai kênh YouTube 8 năm bán tại nhà hàng Trinh là 25 năm mà chỉ có hơn 4.000 đăng ký kênh, vì bên em làm cách hết sức tự nhiên, cách chân tình, chân thật, chân thành và rõ ràng nhất. Vâng, rất cảm ơn, xin chào các bạn.